Ok, xin chào tất cả anh chị em và các bạn đã quay trở lại với Kè Gái Mạnh Châu Thành chúng com nhé. Thì trong cái video ngắn ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh chị em một chiếc cữ chống quăn trên mép vải trên máy chân đè nhé. Thì như các bạn đã thấy thì chúng tôi đang gắn lên chiếc máy chân đè máy đầu bằng nhé. Thì dường như là tất cả các loại máy chân đè thì hầu như là có lỗ bắt ốc thì đều như là bắt được. Thì đây là chiếc cữ mà chúng tôi đã gửi cho khách hàng và khách hàng đã quay video và phản hồi lại với chúng tôi, giá chạy rất là ok nhé. Ở đây thì chúng tôi đã có hai con ốc như các bạn nhìn thấy đây này, hai con ốc để chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ ra vào của cái bản to, nó vừa có thể ke được cái mép chống quăn, cái mép bản to của vải chúng ta có thể tùy chỉnh theo từng mã hàng nhé. Và nó còn một cái hạn chế nữa là có cái hệ thống chúng tôi đã thiết kế để gạt quăn cái mép vải để cho các bạn có thể là dễ dàng may và năng suất cao hơn nhé. Ok, nếu anh em nào quan tâm đến sản phẩm này thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại ở những video.